Mình vừa nhận được một thông tin tuyệt mật, đó chính là có hai nhân vật rất đặc biệt đang cắt tóc ở salon 42 Lê Đại Hành. Chỉ cần nói đến cái tên thôi thì 100 ông đến 99 ông biết đấy là ai. Cùng đi xem nhé. Ngày hôm nay thì mình đã tư vấn cho Đình Trọng cũng như là Duy Mạnh kiểu tóc texture uốn con sâu đang rất hot trend mà 30 size đã mang về cho anh em. Trọng có khuôn mặt hình trái xoan, chất tóc cũng mỏng nên mình đã tư vấn cho Trọng kiểu tóc Mohican uốn texture để nhìn mái tóc dày dặn hơn. Duy Mạnh cũng sở hữu một khuôn mặt hình trái xoan cộng với form tóc khá là dài nên là mình đã tư vấn cho Mạnh kiểu tóc layer uốn con sâu. Với kiểu tóc này thì lưu ý đầu tiên chính là tóc của bạn chưa từng uốn hoặc duỗi trước đây. Nếu có uốn hoặc duỗi thì khoảng cách từ 6 cho đến 8 tháng nhé. Còn với những ông nào chơi màu tóc như mình thì mình khuyên không nên uốn, tại vì nó sẽ làm cháy tóc. Ok, để hai anh em làm tóc này để biết cách chăm sóc chưa? Tôi chưa. Chưa, thế còn Mạnh? Em chưa luôn. Có thế là ở nhà một ngày là gội đầu mấy lần đây? Tôi gội khoảng 2 lần. Mạnh nhà gội đầu mấy lần? Em gội 2 lần. Ôi, tóc duỗi mà tóc uốn mà gội đầu 2 lần như này nó nhanh duỗi lắm đấy. Nếu mà về nhà mà gội đầu nhiều ấy thì anh em chịu khó gội đầu bằng dầu xả nhá, để tóc nó giữ được nếp râu. Mà gội đầu xong rồi ấy, thì mà có lau đầu thì lau nhẹ thôi, đừng có vào đầu nhá, không thì tóc nó duỗi ra hết đấy. Mấy cả sấy tóc thì cũng nên sấy ở mức nhiệt trung bình thôi, thì tóc nó sẽ giữ được rất là lâu. Ha. Kiểu tóc này sẽ rất là phù hợp với những anh em nào có một mái tóc thưa hoặc là mỏng, vì khi uốn lên thì nhìn mái tóc của mình sẽ dày hơn. Và đơn giản là kiểu tóc này rất dễ chăm sóc, không quá cầu kỳ. Đối với anh em nào buổi sáng lười vuốt tóc ấy, thì kiểu tóc này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Vì buổi sáng anh em chỉ cần apply một chút sáp lên tóc, vo vo vài cái để cho nó rối một cách tự nhiên là anh em có ngay một kiểu tóc để đi học rồi. Vừa rồi thì anh em có thể chiêm ngưỡng được kiểu tóc của Đình Trọng cũng như là Duy Mạnh rồi. Bây giờ là 2020 rồi, đàn ông hiện đại thì phải đầu tư mạnh vào ngoại hình của mình chứ. Đến đây cũng là lúc kết thúc video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em số tiếp theo kênh Bí Quyết Đẹp Trai nhé. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh.